Chào các bạn, các bạn đang nghe chuyện ông bố bìm sữa siêu cấp trên kênh Đà Nẵng TV và kênh Kit Conan được phát sóng trực tiếp từ tâm dịch Covid Đà Nẵng kênh hiện cạn kia kinh phí mua chuyện. Các bạn có thể ủng hộ tôi qua số tài khoản 0651000865290 ngân hàng Vietcombank hoặc gửi chuyện cho chúng tôi đọc giúp qua email mời các bạn nghe chuyện và đừng quên hô to Đà Nẵng chiến thắng Covid. Lục Trần nhìn phía sau sao thổ cho nên chúng ta còn một tiếng mười phút mọi người gắng ra sức lên tranh thủ cứu tất cả các vị anh hùng ra trong lòng mọi người đều rung động khi nghe thấy lời này tất cả cùng nhấc tay nghiến răng bắt đầu đào tiếp nhất là người thân của những người gặp nạn tâm trạng của họ vô cùng kích động liều cả mạng để đào cuối cùng với sự nỗ lực đồng lòng của mọi người trong vòng một tiếng đồng hồ tất cả các công nhân đều đã được Đào ra cũng không có ai kiểm tra xem bao nhiêu người may mắn sống sót nữa. Lúc này họ thấy chỉ còn 20 phút ai cũng vội quay về hy vọng. Thậm chí còn trực tiếp bỏ lại rất nhiều công cụ. Lục Trần ngồi trong phòng hạm trường thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tin tất cả mọi người đều thành công trở về hy vọng. Tôi ra lệnh khởi động động cơ hạt nhân có thể khống chế. Rời khỏi Titan lệnh của hạm trường khởi động tất cả động cơ hạt nhân. Ngay khi lệnh của Lục Trần vừa đưa ra, tất cả các động cơ hạt nhân được đốt lên, sau đó, ầm một tiếng, hy vọng lập tức bay lên bầu trời, mà lúc này, họ đã có thể nhìn thấy rõ ràng, tiểu hành tinh khổng lồ kia đang lao rất nhanh về phía Titan, chương 479, khởi hành một lần nữa hình ảnh nhìn qua rất chấn động, nhưng lúc này Lục Trần chẳng có tâm tư nào để chiêm ngưỡng nó nữa, điều anh muốn là bay đến phía sau của sao thổ càng sớm càng tốt nửa giờ sau dưới sự gia tốc tối đa của hàng chục động cơ tổng hợp hạt nhân có thể khố chế cuối cùng hy vọng đã thành công đi vào quỹ đạo của sao thổ sau đó lợi dụng lực hấp dẫn khổng lồ của sao thổ để đẩy hy vọng về phía sau sao thổ lúc này giữa hy vọng và vệ tinh titan cách nhau một sao thổ khổng lồ nguồn năng lượng cuồn cuộn sắp phóng ra trên vệ tinh titan cũng sẽ bị sao thổ chặn lại hy vọng cuối cùng cũng không cần lo lắng phải chịu ảnh hưởng rồi lúc này nhóm lục trần chỉ có cách sử dụng kính viễn vọng khúc xạ trên đỉnh hy vọng để quan sát tình hình trên vệ tinh titan thông qua vệ tinh liên lạc mà họ đã phóng lên vệ tinh titan trước đó 19, 8, 2, 1. mọi thứ đều như mong đợi hành tinh nhỏ va chạm mãnh liệt với vệ tinh titan đương nhiên là cảnh này lục trần đã để cho học viện khoa học phát sóng trực tiếp để mọi người trên hy vọng cũng có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục của hành tinh nhỏ va và vào tinh cầu đồ sộ trên màn ảnh rộng Lúc này, trên đường di chuyển của hệ mặt trời, ánh sáng từ mặt trời gần như đã bị che lấp bởi nửa còn lại của sao thổ, nên là trên hy vọng bây giờ là màn đêm, nhưng mà trong bóng tối ở phía chân trời vô tận xa xăm có một nguồn sáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện cường độ của nó cao gấp mấy lần so với ánh sáng mặt trời mà sao thổ phản chiếu nguồn sáng khổng lồ này ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ hệ sao thổ hình ảnh này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc sau đó tín hiệu bị ngắt lục trần và mọi người đều biết đó là vệ tinh nhỏ mà bọn họ phóng lên vệ tinh titan đã trực tiếp bị nóng chảy bởi bức xạ mạnh từ vệ tinh titan rồi đây là nỗi kinh hoàng khi hành tinh nhỏ va vào tinh cầu năng lượng giải phóng ra quả thực không thể tưởng tượng được nguồn ánh sáng mạnh mẽ nguồn nhiệt và tia năng lượng cao bắn ra có thể trực tiếp làm khuấy đảo long trời lở đất sao trời bốn phía nếu không có sao thổ khổng lồ che mưa chắn gió thì lúc này hẳn là hy vọng đã bị nguồn năng lượng cường đại do vệ tinh Titan phóng ra phá hủy rồi. Trong lịch sử, bá chủ trái đất từng là thời đại của loài khủng long và chỉ vì một hành tinh nhỏ va vào trái đất đã làm cho toàn bộ khủng long tuyệt chủng. Theo nghiên cứu, ngay khi hành tinh nhỏ kia va chạm với địa cầu đã gây ra lượng bụi vô tận bao phủ toàn bộ bầu khí quyền của trái đất làm cho toàn bộ trái đất chìm vào bóng tối. Sự mất cân bằng của áp suất không khí đã gây ra một trận siêu bão trên trái đất ngay lập tức sức gió mạnh đến cuốn đá vụn vào quỹ đạo của trái đất, đồng thời chỗ bị va chạm trên địa cầu nhanh chóng bị tan chảy bốn phía, nham thạch đất cát bị đun nóng chảy thành hồng thủy đỏ sậm, tàn sát bừa bãi trên mặt đất, sóng thần khổng lồ, siêu sao hỏa, vô vàn trận động đất trực tiếp xóa sổ toàn bộ thời đại khủng long, có thể tưởng tượng nếu hy vọng còn dừng lại trên vệ tinh Titan như trước thì sẽ là một khung cảnh như thế nào? Nếu bọn họ không trốn được ở phía sau sao thổ, nếu bọn họ rời đi muộn hơn 2 tiếng thôi, cũng sẽ bị nguồn năng lượng khủng khiếp từ vệ tinh Titan giải phóng ra bắt kịp, đối mặt với sức mạnh kinh thiên động địa này, 110.000 người trên hy vọng hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ lặng lặng núp sau sao thổ, lặng lẽ quan sát tất cả, nhóm Lục Trần bắt đầu cảm thấy may mắn vì bọn họ đã làm ra quyết định đúng đắn này. Nếu như không tìm thấy tấm khiên sao thổ to lớn này, e rằng bây giờ toàn bộ hy vọng đã trở thành một vũng sắt thép nóng chảy, bước chân của các tia bức xạ cao không ngừng lại chút nào, sau khi đi qua quỹ đạo của sao thổ trong chớp mắt, chúng tiếp tục bay về mọi phía với tốc độ ánh sáng. Theo quan sát, phía bắc của sao thổ đã bị năng lượng từ vệ tinh Titan giải phóng đánh sâu vào, sao thổ sắp tạo ra hoạt động khổng lồ, đẩy một luồng gió mạnh từ sao thổ lên không gian vũ trụ chúng ta chỉ có thể khởi hành sau khi gió sao thổ đi qua đúng lúc này đinh đại thành nói khái niệm gió sao thổ với gió mặt trời không khác nhau là bao đều là năng lượng cao mang theo những hạt electron lưu truyền tốc độ của các electron mang năng lượng cao chậm hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng khoảng 4 triệu cây em một giờ, hơn nữa hướng nó thổi cũng là hướng mà hy vọng đang hướng tới, nên phải đợi gió sao thổ thổi qua thì bọn họ mới có thể xuất phát. Loạt gió sao thổ lần này dài bao lâu, Lục Trần hỏi, khoảng 5 đến 6 tiếng, hẳn là đứt quãng, Đinh Đại Thành nói, được rồi vậy thì chờ gió sao thổ đi qua rồi xuất phát sáu tiếng sau sau khi xác định lửa trên bề mặt sao thổ đã dịu đi lục trần một lần nữa hạ lệnh khởi hành đây là lần cuối cùng rời xa mặt trời lần này đi rồi sẽ không quay trở lại dưới sự gia tốc của hàng chục động cơ phản ứng nhiệt hạch hy vọng nhanh chóng rời khỏi hệ mặt trời với vận tốc 0,4 lần ánh sáng, theo khoảng cách ngày càng xa, mặt trời càng lúc càng ảm đạm, tâm trạng lục trần và mọi người bỗng trở nên có chút nặng nề, không rõ lý do, con đường phía trước còn dài, thứ đang chờ đợi loài người sẽ chính là một hành trình dài 4,2 năm ánh sáng, là một chuyến đi ước chừng dài khoảng 10 năm, trong cuộc hành trình bạn sẽ gặp những điều kỳ lạ gì, bạn sẽ gặp phải những nguy hiểm gì không ai biết nhưng hy vọng không thể không lên đường con người có nguồn gốc từ hành tinh lục địa cũng được định sẵn để bắt dễ trên các hành tinh lục địa. Và Proxima b là hành tinh thích hợp định cư gần trái đất nhất. Theo nhiều nguồn tư liệu, Proxima b cũng có bầu khí quyển tương tự như ở trái đất. Sơ sơ người ta suy đoán hàm lượng oxy là 20%, chính xác là hàm lượng oxy mà con người cần. Hơn nữa trên đó có cả núi và đại dương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Proxima. Simerson toi b sẽ là ngôi nhà mới của nhân loại trong tương lai. Lúc này, Trần Sơ Nhiên cũng đưa tới một bản báo cáo, đó là bản báo cáo về vụ sập mỏ. Theo báo cáo, trong số 400 công nhân được giải cứu lần này, có 124 người không thể cứu được. Trong lòng Lục Trần có chút đau đớn, dù là chuyến đi đến sao hỏa hay chuyến đi tới vệ tinh Titan, đều đã hy sinh không ít người. Có thể thấy chỗ đáng sợ vũ trụ chính là khắp nơi đều đầy dẫy những nguy hiểm đến tính mạng tăng thêm phần thưởng cho các công nhân, đồng thời thay mặt tôi, xin lỗi người nhà của những người đã hy sinh Lục Trần nhìn báo cáo nói, Phần thưởng tăng thêm bao nhiêu? Trần Sơ Nhiên hỏi, cô để nhóm Tạ Vĩ Hào xem đi. Đương nhiên, không thể làm rét lạnh cõi lòng của mọi người, lần này chúng ta đã khai thác được nguồn năng lượng lớn, không cần phải keo kiệt, Lục Trần nói, lần này thu hoạch được ở trên vệ tinh Titan tương đối nhiều, cũng nên cho dân chúng một chút phần thưởng tử tế. Được Trần sợ nhiên gật đầu, đúng rồi, phát một thông báo, ba ngày sau sẽ tổ chức đại lễ chôn cất những người tử nạn trên sao hỏa và vệ tinh Titan. Trước đó Lục Trần đã hứa rằng khi rời khỏi vệ tinh Titan, anh sẽ tổ chức một buổi lễ tang long trọng cho các anh hùng của nhân loại. Giờ đã đến lúc rồi, chương 480, an táng, tiếp tục tiến về phía trước nổ súng, mặc niệm, cúi chào theo tiếng đạn hơi vang lên, hơn một nghìn chiếc quan

Tất cả đều là di hài của những anh hùng nhân loại đã hy sinh trên sao hỏa và vệ tinh Titan. Hôm nay, hy vọng đã vì họ mà tổ chức một nghi lễ an táng trọng đại. Trong đám đông, có hàng ngàn người đã rơi lễ, mọi người xung quanh cúi đầu mặc niệm. Tất cả những binh sĩ có mặt ở đây đã đưa tiễn theo nghi thức quân đội. Hy vọng, đại diện cho hy vọng cuối cùng của nhân loại. 110.000 người đã bước lên hy vọng, và chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, đã đã có hơn một nghìn người hy. Sinh rồi, đối mặt với hành trình cô đơn trong 10 năm tới, liệu nhân loại có bao nhiêu người có thể đến được Proxima Centauri B an toàn sẽ có bao nhiêu người may mắn tiếp tục kéo dài sự truyền thừa cuối cùng của loài người ở Proxima Centauri B. Không ai biết, không ai dám nghĩ đến vấn đề nặng nề như vậy. Theo phong tục người Hoa Hạ, ngày thứ bảy sau khi người chết được gọi là đầu thất nhưng hy vọng quá khó khăn, Lục Trần không thể không hoãn ngày an táng đến tận hôm nay mọi người đều tập trung trong sảnh bên ngoài đài chỉ huy cử hành màn an táng đầu tiên trên hy vọng nghỉ theo một tiếng kèn hiệu thật lớn tất cả quân nhân cùng hạ tay chào xuống thế nhưng không ai cử động hay nói lời nào tất cả đều hướng ánh mắt của mình vào vũ trụ sâu thẳm những chiếc quan tài vẫn như ẩn như hiện ánh mắt ai ai cũng sâu thẳm nét mặt đượm buồn đặc biệt là các chiến sĩ sống sót sau kiếp nạn sao hỏa ánh mắt của họ kiên nghị cứ như băng đá vạn năm. Vĩnh viễn không bao giờ tan, chỉ khi họ nhìn những người thân bên cạnh và dân chúng trên hy vọng, băng đá mới như tan chảy, biến thành một làn gió nhỏ ấm áp trong suốt nghi lễ lục trần không nói gì cũng không có bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào bao gồm cả tạ vĩ hào và vương duy từ chính phủ mới tất cả họ đều không nói một lời toàn bộ nghi lễ cứ như vậy diễn ra rất trang nghiêm cho đến khi kết thúc ngoại trừ những người thân trong gia đình và một ít dân chúng những người còn lại đều im lặng rời đi tất cả đều có vẻ không giống người thường, sao các anh không nói gì đó, tôi nghĩ phải nói chút gì đó, coi như là an ủi gia đình thân nhân. Trên đường về, Trần Sơ Nhiên khó hiểu nói, theo cô hiểu, cô nghĩ rằng vào thời khắc đặc biệt hôm nay, gia đình các anh hùng hy sinh cần nhất là được an ủi, nói cái gì chứ? Nói chiến công của những anh hùng nhân loại ấy sao? Đây chỉ là một sự sỉ nhục đối với họ, Lục Trần lắc đầu nói vấn đề này tạ vĩ hào và vương duy cũng đã thảo luận với anh trước đó nhưng cả hai đều bị anh và quân đội nhất trí phản đối không phải là những chiến sĩ đã trải qua kiếp nạn sao hỏa không phải là những binh sĩ đã chiến đấu trong máu lửa không ai hiểu những chiến sĩ đã hy sinh đó anh hùng như thế nào trên sao hỏa họ chiến đấu một mất một còn với quái vật sao hỏa bọn họ hăng hái chiến đấu bọn họ nỗ lực bọn họ hy sinh bọn họ như vậy đã là những anh hùng thật sự vì vậy phải dùng vinh quang anh hùng để đối đãi với họ Vậy nên, trong trường hợp này, nói bất kỳ chiến công thành tích gì cũng là không tôn trọng đối với các anh hùng, cũng là một sự sỉ nhục đối với bọn họ. Được rồi, là tôi hiểu lầm." Trần Sơ Nhiên gật đầu, đối với những lời lục Trần nói như hiểu như không, lưu trữ lại tất cả tên tuổi, công việc và video ghi lại các trận chiến của họ vào bảo tàng. Lục Trần đột nhiên nhìn về phía Trần Sơ Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời, video chiến đấu phải sao lưu vào máy tính trung tâm trao tặng huy chương cao quý nhất huy chương anh hùng nhân Loại, chúng ta phải để cho con cháu đời sau của chúng ta, để cho toàn bộ nền văn minh nhân loại nhớ đến họ, biết rằng sự hy sinh của họ là để kéo dài nền văn minh của nhân loại chúng ta." Lục Trần vừa đi vừa nói, Trần Sơ Nhiên vừa gật đầu, vừa ghi lại tất cả những gì Lục Trần nói, cơ mà Lục Trần vừa nói vừa ho khan, dọa cho Trần Sơ Nhiên giật mình, "Anh, anh làm sao thế?" Cô ngừng ghi lại, hỏi, Lục Trần khoát tay cắt ngang, nói không sao, vết thương lần trước có hơi nhiễm trùng, tôi đi xử lý lại một chút. Mặc dù vết thương của anh lần trước đã được khâu lại rồi, nhưng ba ngày nay anh quá bận rộn, thậm chí mỗi ngày ngủ còn chưa đến 5 tiếng, mặc dù thể chất của anh tốt nhưng vất vả quá nhiều, nghỉ ngơi quá ít cũng đã khiến vết thương của anh ấy bị nhiễm trùng, lại kéo thêm cả cảm mạo. Nhưng trong thời gian tới, anh sắp sửa nghỉ ngơi tử tế rồi. Tiếp đó, bọn họ đã có đầy đủ tàu nguyên để đi đến Proxima Centauri B, cho nên anh cũng không cần quá lo lắng. Về phần nghiên cứu khoa học, đã có Đinh Đại Thành ở đây trong lòng anh cũng yên tâm không ít đi để tôi đi cùng anh đến bộ y tế xem một chút trước trần sơ nhiên nói kéo lục trần đi về phía bộ y tế lục trần vốn cũng định đến bộ y tế khám mỉm cười rồi đi theo trần sơ nhiên đến bộ y tế trải qua quá trình xử lý tỉ mỉ và dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của bác sĩ trong vài ngày tới lục trần phải ngoan ngoãn ở nhà để nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe nhưng anh luôn luôn là người không thể ngồi yên, nhất là sau khi anh kiên quyết mang theo 110.000 người rời khỏi trái đất để tìm một ngôi nhà mới, anh không còn nhàn rỗi được nữa rồi, không phải là anh không thể cho mình nhàn rỗi, mà là cho dù thực sự bị bệnh, anh cũng không muốn để cho mình nhàn rỗi, bởi vì con đường phía trước còn dài, chờ đợi anh chính là một hành trình dài rằng giặc tới hai năm ánh sáng, là một quãng. Thời gian dài đằng đẵng đến 10 năm, trong vũ trụ 4 năm ánh sáng không là gì cả, nhưng đối với con người mà nói mười năm là một khoảng thời gian rất dài bởi vì cuộc đời có mấy cái mười năm đây là một khoảng thời gian đủ để khiến con người trở nên cô đơn và điên cuồng hơn nữa trong cuộc hành trình sẽ gặp phải những chuyện nguy hiểm gì sẽ gặp gỡ những điều gì lục trần không biết nhưng trong nháy mắt khi bọn họ bay ra khỏi địa cầu ấy nhân loại đã không còn sự lựa chọn nào khác không cần biết tương lai nguy hiểm đến đâu không cần biết tương lai của loài người sau này như thế nào, là huy hoàng hay là diệt vong, anh chỉ có thể đưa 110.000 con người cuối cùng này tiếp tục tiến lên phía trước. Thực tế chính xác mà nói, khoa học kỹ thuật hiện tại trên hy vọng chỉ bằng 0,4 lần tốc độ ánh sáng, xét về tuổi thọ ngắn của con người mà nói, chỉ có thể nói là đã có năng lực di chuyển liên hành tinh bởi vì với tốc độ của năng lượng phản ứng nhiệt hạch hiện tại của bọn họ thời gian du hành giữa các vì sao kéo dài hàng thập kỷ và hàng trăm năm đủ để giết chết tất cả các sinh vật có tuổi thọ dưới một nghìn năm mà nhân loại chỉ được mấy chục trăm năm mà thôi cho nên trong thời gian tới lục trần chuẩn bị dốc toàn lực để nghiên cứu công nghệ tốc độ chưa nói đến việc vượt tốc độ ánh sáng thì ít nhất cũng phải tăng tốc độ lên khoảng bảy đến 0, 8 lần tốc độ ánh sáng mới được, chỉ có như vậy, tương lai khi gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào trên Proxima Centauri b, bọn họ mới có nhiều lựa chọn để ứng phó hơn. Hồi ở trái đất, các nhà khoa học loài người đã từng thực hiện tính toán đo lường, ngưỡng thấp nhất để du hành liên sao là đạt được một nửa tốc độ ánh sáng, nhưng cho dù như vậy, toàn bộ hệ ngân hà lớn đến mức làm người ta nghi ngờ nhân sinh, với đường kính 160.000 năm ánh sáng và hàng trăm tỷ ngôi sao ngay cả khi tốc độ di chuyển của loài người đạt tới tốc độ ánh sáng cũng phải mất thời gian 160.000 năm để đi từ bên này sang bên kia hệ Ngân Hà, chương 481 nhân loại chi mộ chuyện tốc độ của phi thuyền, mình tự quyết định vậy, tạm thời đừng quấy dày kế hoạch của bọn họ, nhìn ra bên ngoài vũ trụ mênh mông tối đen như mực, lục trần trong lòng thầm nói, tất cả các nhà khoa học của viện khoa học ngay lúc này đều đang có những dự án nghiên cứu của mình, hơn nữa. Còn đều là những dự án quan trọng, ví dụ như dự án nghiên cứu chế tạo tàu chiến giữa các hành tinh, tàu con thoi không thể dùng để chiến đấu được, máy bay chiến đấu hủy diệt 100 thế hệ 6.0 càng không phù hợp với chiến tranh giữa các vì sao, cho nên Lục Trần muốn nhóm Đinh Đại thành nghiên cứu chế tạo ra một loại máy bay chiến đấu có thể tác chiến ngoài không gian vũ trụ, ví dụ như nghiên cứu phát triển nâng cấp hệ thống phản trọng lực Lần trước ở trên sao hỏa, nếu không phải do hệ thống phản trọng lực còn tồn tại những hạn chế to lớn, thì có lẽ đã không phải hy sinh nhiều chiến sĩ như vậy. Tóm lại, mỗi bộ phận nghiên cứu khoa học đều đang có những hạng mục nghiên cứu của riêng mình, chớp mắt trôi đi, từ khi rời khỏi trái đất tới bây giờ đã hơn một năm rưỡi rồi. Lục Trần rút một điếu thuốc ra hút, trong lòng có chút bùi ngùi, trong thời gian một năm rưỡi này đã xảy ra rất nhiều chuyện, thời gian sống vô yêu vô lo trên trái đất dường như Mới chỉ như ngày hôm qua, cảnh tượng về những sự kiện cũ trong quá khứ lần lượt lướt qua trong tâm trí Lục Trần, lần đầu tiên rời khỏi trái đất, nỗi sợ hãi khi đối mặt với những thảm họa trên sao Hỏa, lần đầu tiên cảm thấy vui sướng khi được ăn một bữa cơm no, cho đến những khó khăn khi di chuyển trên vệ tinh Titan, rồi niềm hưng phấn sung sướng khi thu thập được vô số nguồn tài nguyên, cho đến cuối cùng lại bị một hành tinh nhỏ buộc phải rời đi. Từng chuyện một, từng sự kiện một hiện lên, cứ đi thôi, đi thôi, đợi đến khi ra khỏi được hệ mặt trời, tôi sẽ một lòng nghiên cứu tốc độ hành trình của phi thuyền, hy vọng có thể nhanh chóng đến được hành tinh Proxima Centauri b, nén lại hàng vạn suy tư trong đầu, cố gắng điều khiển tàu hy vọng vĩ đại này bay về phía giải biên của hệ mặt trời. Trong quãng thời gian này, mấy người Lục Trần đã thấu hiểu sâu sắc được một đạo lý đó là trong không gian vũ trụ, nơi có thiên thạch bay lung tung không phải là nơi nguy hiểm nhất, nơi trống trơn quang đãng mới chính là nơi nguy hiểm nhất, bởi vì ở những nơi đó, bất kỳ tinh thể nào cũng có khoảng cách ít nhất là trên nghìn năm hành trình, ở nơi đó không có gì cả, nếu như xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì anh không thể tìm được bất cứ nguồn năng lượng tiếp viện nào, lúc đó chỉ có thể chờ tới sau khi tiêu hao hết sạch năng lượng rồi chết biến thành một hòn đá lạnh như băng giữa mênh mông vũ trụ này trôi nổi mãi trong dòng chảy thời gian vô tận mà thôi dòng chảy thời gian dài đằng đẵng mới chính là kẻ thù lớn nhất trong hành trình giữa các hành tinh này lục trần suy nghĩ hàng ngàn thứ vừa chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn vừa điều khiển tàu hy vọng từ từ tăng tốc ban đầu khi mới bắt đầu rời khỏi trái đất lục trần đã từng vô cùng khao khát rời khỏi hệ mặt trời nhưng đến khi phải thật sự rời khỏi hệ mặt trời thì trong lòng anh ấy lại có chút không nỡ Hai, Lục Trần thở hắt một hơi, thu lại những suy nghĩ vô hạn của mình, anh phải vứt bỏ những tâm tư phức tạp này đi, tiếp tục điều khiển tàu Hy Vọng ra khỏi hệ mặt trời. Dần dần, 10 ngày chớp mắt trôi qua, tàu Hy Vọng đã đến quỹ đạo của sao Thiên Vương rồi, càng ngày càng rời xa hệ mặt trời rồi. Lục Trần cảm thán nói, đúng vậy, cũng không biết chúng ta còn cơ hội để trở về hệ mặt trời nữa hay không, tôi nghĩ chắc là sẽ không. Còn nữa, Trần Sơ Nhiên ở bên cạnh cũng buồn bã nói, có lẽ là sẽ không có nữa. Lục Trần lắc đầu nhẹ nhẹ, nhìn ánh sáng của mặt trời càng ngày càng trở nên tối hơn ở bên ngoài bầu trời, Lục Trần lại muốn hút thuốc, đúng rồi, anh nghĩ với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta, liệu có thể để lại hệ mặt trời một vật gì đó đáng nhớ làm kỷ niệm không? Trần Sơ Nhiên đột nhiên hỏi, Lục Trần hơi ngẩn người, sau đó liền trầm ngâm suy nghĩ. Khoảng cách giữa quỹ đạo sao thiên vương và quỹ đạo của trái đất ước tính khoảng 2,7 tỷ km từ sao thiên vương nhìn tới, mặt trời chỉ là một đốm sáng nhỏ giữa không trung, không thể phân biệt được với những hành tinh khác nữa. Cảm giác này giống như đứng từ trái đất nhìn những hành tinh khác ngoài mặt trời vậy. Trần sơ nhiên đưa cốc cà phê lên uống một ngụm, hướng ánh mắt đang nhìn lục trần ra ngoài khung cửa sổ, cũng rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì chúng ta có thể làm một bia tưởng niệm sau đó để nó xoay xung quanh mặt trời lục trần đột nhiên nói những suy nghĩ của trần sơ nhiên bị lục trần làm cho bừng tỉnh cô ngẩn người ra một chút rồi hỏi bia tưởng niệm bia tưởng niệm gì chứ lục trần nhìn vào màn hình sau đó mở lên hình ảnh của trái đất đã xác nhận rồi nhân loại trên trái đất đã diệt vong rồi mặc dù tôi đã để lại cho họ hy vọng nhưng đến cuối cùng bọn họ vẫn không chống đỡ dược nếu như bọn họ cuối cùng có thể đoàn kết nếu như bọn họ có thể có được sự cảm thông xả thân vì người khác thì có lẽ họ đã vượt qua được kiếp nạn virus d nhưng cuối cùng bọn họ vẫn vì tranh quyền đoạt thế mà toàn bộ dẫn đến diệt vong lục trần buồn bã nói mặc dù đã rời khỏi trái đất được một thời gian rồi nhưng bọn họ vẫn nắm được thông tin từ trái đất thông qua những vệ tinh đồng bộ kết nối với trái đất cũng có một khả năng nữa là virus D đã tiến hóa lần nữa cuối cùng hủy diệt toàn bộ nhân loại. Ý anh là tưởng nhớ loài người chúng ta đã từng bắt nguồn từ hệ mặt trời sao. Trần Sơ Nhiên nhanh chóng hiểu ra ý của Lục Trần. Đúng, chúng ta khởi nguyên tại trái đất, khởi nguyên tại hệ mặt trời. Đây chính là điều đáng để tưởng nhớ nhất. Lục Trần gật đầu nói, Trần Sơ Nhiên khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nói, nhân loại chúng ta chỉ còn sót lại gần 110. 10.000 người cuối cùng chúng. Ta đây còn lại đều đã bị diệt vong trên trái đất hết rồi mà cơ hội để sau này chúng ta trở lại cũng cực kỳ nhỏ bé. Chi bằng hãy gọi là nhân loại chi mộ được không? Cô nói rồi nhìn Lục Trần. Lục Trần cũng bưng cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu nói. Ừ, cô nói có lý vậy thì gọi là nhân loại chi mộ đi vậy phải làm như thế nào trần sơ nhiên hỏi tiếp cô có hứng thú không tấm bia mộ của nhân loại này tôi định đích thân đi làm lục trần hỏi trần sơ nhiên được chứ, tôi cũng có ý này." Trần Sơ Nhiên cười xinh đẹp, rất tán thành với đề nghị của Lục Trần. Mấy ngày tiếp theo, Lục Trần dẫn theo Trần Sơ Nhiên dùng những tài nguyên kim loại dự trữ trước đây để tạo ra một tấm bia mộ. Tấm bia mộ này cao 10m, dày 1m, giống như một tiểu hành tinh bằng kim loại trong hệ mặt trời vậy. Sau đó Lục Trần lại dùng kỹ thuật tổng hợp hạt nhân để tạo ra một chiếc ắc quy. Chiếc ắc quy này ít nhất có thể duy trì hoạt động được trong thời gian một triệu năm để cung cấp năng lượng cho tấm Bìa mộ nhân loại này, tiếp theo Lục Trần lại dùng máy tính trung tâm để thiết lập một kế hoạch tinh chuẩn, tạo nên một quỹ đạo xoay quanh hệ mặt trời cho tấm bia mộ này. Tấm bia mộ này sẽ xoay xung quanh hệ mặt trời theo chu kỳ 130 năm. Trong suốt quãng thời gian một triệu năm, tấm bia mộ sẽ luôn sáng như một ngọn đèn, chiếu sáng cho cả không gian đen tối xung quanh, cũng chiếu sáng lên mấy dòng chữ bọn họ khắc lên tấm bia mộ. Mộ của bảy tỷ con người, lục trần, trần sơ nhiên lập chương 482, không phải quật khởi thì là diệt vong sau khi lập xong bia nhân loại chi mộ, lục trần lần nữa gia tăng tốc độc của tàu hy vọng nhanh chóng rời khỏi hệ mặt trời. Mấy ngày sau, một hành tinh lại xuất hiện phía trước trong tầm nhìn của mấy người lục trần, đó là một tinh cầu có màu xanh giống như màu nước biển, chính là hành tinh thứ 8 trong hệ mặt trời, sao hải vương. Tại đây, nhóm lục trần thấy được một vết đen khổng lồ trên sao Hải Vương, có thể quan sát vệ tinh tần ở cự ly gần, căn cứ trên những tính toán, Triton từng là một thiên thể của vành đai Kuiper, sau đó bị hút bởi lực hút lớn mạnh của sao Hải Vương, cho nên quỹ đạo của vệ tinh tần đang bị ngược chiều, hơn nữa nó cũng đang từ từ lại gần sao Hải Vương, đến khi khoảng cách của nó và sao Hải Vương vượt qua giới hạn Ross, nó sẽ sẽ bị lực hấp dẫn mạnh mẽ của sao hải vương xé toạc ra sau đó những mảnh vỡ của trai sẽ va vào sao hải vương có điều do khoảng cách quá đỗi xa này nên cũng không gây ảnh hưởng lớn đến những hành tinh lớn ở những lớp trong của hệ mặt trời giới hạn ross là khoảng cách khi lực hấp dẫn của một thiên thể bằng với lực thủy triều do thiên thể thứ hai tạo ra khi khoảng cách giữa hai thiên thể nhỏ hơn giới hạn ross thiên thể sẽ có xu hướng vỡ ra và trở thành vành đai của thiên thể thứ hai, đương nhiên nếu thiên thể thứ nhất còn chịu những lực khác thì cho dù nó có nằm trong giới hạn Ross của thiên thể thứ hai thì cũng sẽ không bị tan vỡ trở thành vành đai của thiên thể thứ hai. Còn nhớ khi nhân loại vẫn còn sinh sống an toàn tại trái đất cũng đã làm một một phim tên là Trái đất lang thang trong bộ phim đó, ở đoạn cuối phim khi trái đất đang mượn sợi dây cung là sức hấp dẫn của sao mộc để lấy. Đà tăng tốc thì đã không may bị sự lấp dẫn của sao mộc hút vào, sau đó đã lao về hướng sao mộc với tốc độ khủng khiếp trái đất lúc đó nếu như không có sự ràng buộc với những lực khác thì sau khi vượt quá giới hạn Ross của lực hút sao mộc đã bị nổ tung thành những mảnh nhỏ và trở thành vành đai của sao mộc rồi, giống như những khối băng và những mảnh đá trên vành đai của sao thổ vậy, tất nhiên phần cuối của bộ phim cũng không có kết thúc như vậy. trong lúc nguy cấp nhân vật chính đã dùng phi thuyền để đâm nổ tung tầng khí quyển của sao mộc cuối cùng mượn lực phản xung để giải cứu trái đất, giải cứu được nhân loại. Còn vệ tinh trai tần này sẽ không có kết cục đẹp đẽ như vậy, kết cục của nó đã được định sẵn rồi. Lục Trần không muốn thay đổi nó, cũng không có năng lực để thay đổi nó. Sự gặp gỡ với sao Hải Vương chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nhóm Lục Trần không chỉ không dừng lại vì sao Hải Vương mà ngược lại còn lợi dụng sợi dây cung là lực hút của Sao Hải Vương để khiến tàu Hy Vọng tăng tốc được thêm một chút, nhanh chóng rời đi, lại vài ngày nữa trôi qua, Sao Diêm Vương đã xuất hiện trong tầm mắt, có điều lúc này quỹ đạo của Sao Diêm Vương đang ở rất xa, cách phi thuyền Hy Vọng tới hơn 300 triệu km, bọn họ cũng không có ý định với cuộc gặp mặt này, mà tiếp tục tăng tốc hướng ra ngoài hệ mặt trời, thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày này cho dù là Lục Trần hay là Đinh Đại Thành hay là mấy người trần sơ nhiên bọn họ đều không làm gì khác mà chỉ luôn quan sát từng ngóc ngách của hệ mặt trời sự quan sát ở cự ly gần thế này có thể giúp họ hiểu biết chi tiết hơn nữa về hệ mặt trời Hiểu biết thêm về những nguyên lý và kết cấu của một hệ hành tinh, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được khu vực vành đai của hệ mặt trời, nơi này chính là địa bàn của vành đai Kuiper, vành đai Kuiper chính là nguồn gốc của những sao chổi chu kỳ ngắn xảy ra trong hệ mặt trời. Ví dụ như ngôi sao trời Holly nổi tiếng được cho rằng là có nguồn gốc từ đây, có điều nhóm Lục Trần cũng không có may mắn để đúng lúc gặp được nó. Ngôi sao trời Holly hiện tại cũng không biết là đang lang thang ở xó xỉnh nào trong hệ mặt trời rồi. Vành đai Kuiper cách mặt trời 6 tỷ km, từ đây nhìn mặt trời cũng giống như từ trái đất nhìn thấy sao kim vậy, chỉ là một chấm sáng nhỏ xíu, cả mặt trời đã biến thành một chấm sáng nhỏ mất đi toàn bộ đặc trưng chi tiết nếu như không phải là nhà khoa học thì người bình thường căn bản sẽ không phân biệt được đốm sáng đó có phải là mặt trời hay không, những người khác cũng không biết tàu Hy vọng giờ đang ở đâu rồi, có phải đã bay ra khỏi hệ mặt trời hay chưa, bọn họ chỉ biết tàu Hy vọng phải mất khoảng 10 năm cô đơn thì mới tới được hành tinh Proxima Centauri b, còn làm thế nào để trải qua được quãng thời gian này thì hầu như mọi người đều mù mờ. 6 tỷ km vành đai Kuiper cách xa mặt trời như vậy nhưng mặt trời vẫn thống trị tất cả nơi này, trong vành đai Kuiper, những thiên thể như sao Diêm Vương, vệ tinh Gina, vệ tinh Setner cùng vô số những tảng đá băng giá đều đang chuyển động quanh cái đốm sáng ở mãi nơi xa xôi kia, đây chính là điểm khủng bố của mặt trời, trong hệ mặt trời một năm ánh sáng, nó vĩnh viễn mãi là chúa tể, nhưng ở nơi này rất lạnh lẽo và tối tăm ánh sáng và nhiệt độ của mặt trời dường như đều đã hoàn toàn biến mất ở đây. Thực ra, trong một vành đai thế này có ít nhất 100 triệu thiên thể nằm dài rác trong không gian khổng lồ này, nhưng nhóm lục trần đều không nhìn thấy gì. So với không gian quá đổi rộng lớn này thì mật độ vật chất vẫn thật sự quá thưa thớt trong không gian vũ trụ bởi vì đã mất đi vật tham chiếu nên không thể nhận biết được bản thân đang di chuyển trong cảm nhận của mọi người dường như cả con tàu hy vọng đang lặng lẽ lơ lửng trong vũ trụ không gian không có chút hoạt động nào nhưng trên thực tế tàu hy vọng đang bay qua vành đai quiper với tốc độ rất nhanh lục trần và đinh đại thành còn phát hiện ra tốc độ của dòng điện phóng ra từ bề mặt mặt trời đang từ từ giảm xuống điều này cho thấy ảnh hưởng của mặt trời tới nơi này càng ngày càng yếu hơn dần 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 tốc độ của dòng điện phóng ra từ bề mặt mặt trời từ mấy trăm km trên một giây giờ đã giảm xuống dưới tốc độ âm thanh 340 m trên một giây. Cuối cùng chúng ta cũng đã đến dìa hệ mặt trời rồi. Đinh Đại Thành kích động nói, đúng thế Chúng ta sắp rời khỏi hệ mặt trời rồi, Lục Trần cũng xúc động nói, khi còn ở trên trái đất, trái đất là mẹ của chúng ta, sau khi rời khỏi trái đất, mặt trời là mẹ của chúng ta, đến nay chúng ta cũng đã sắp sửa rời khỏi hệ mặt trời rồi, còn gần 110.000 con người cuối cùng chúng ta sẽ không còn nhận được sự che chở của người mẹ vĩ đại nữa, trong chuyến du hành vũ trụ tương lai, trong hành trình tìm kiếm ngôi nhà tương lai này nhân loại chúng ta sẽ trở nên như thế nào đây? Trần Sơ Nhiên lưu luyến khẽ nói, ánh mắt đã ngấn lệ, giây phút này trong lòng cô có một nỗi muộn phiền mơ hồ, một nỗi buồn không hiểu vì sao, không phải diệt vong thì là quật khởi, nhân loại chúng ta đã không còn con đường nào khác để lựa chọn nữa rồi, đinh đại thành nói đúng từ giây phút chúng ta bắt đầu rời khỏi trái đất đã định sẵn nhân loại không còn lựa chọn khác chúng ta lựa chọn con đường lang bạt trong vũ trụ này vậy thì chúng ta hoặc là vực dậy ngay chính tại vũ trụ không gian này hoặc là sẽ bị những nền văn minh cao cấp khác tiêu diệt thôi." Lục Trần nhấp một ngụm cà phê rồi rừng rưng nói, Trần Sơ Nhiên sững người, cô nhìn Đinh Đại Thành rồi quay sang nhìn Lục Trần, cuối cùng có chút buồn bã nói, "Tôi biết rồi, hóa ra các anh cũng không nắm rõ Proxima Centauri B, các anh chỉ là muốn cho nhân loại một chút hy vọng cuối cùng, thậm chí rất có khả năng, mục tiêu của các anh không phải là Proxima Centauri B đúng không? Chương 483, tạm biệt hệ mặt trời. Không, mục tiêu của chúng tôi là hành tinh Proxima Centauri B, điều này chưa bao giờ thay đổi. Dựa trên việc luôn luôn quan sát của chúng tôi, Proxima Centauri B có khả khả năng phù hợp để sinh sống tương đối lớn điều duy nhất khiến chúng tôi lo lắng bây giờ là trên đó liệu có nền văn minh nào khác đang tồn tại hay không nếu như có thì nền văn minh này là nền văn minh gì nền văn minh có cấp bậc như thế nào trong không gian vũ trụ tất cả đều có thể xảy ra trái đất có thể tạo ra được nhân loại vậy thì trong những hệ hàng tinh khác tại sao lại không thể tạo ra những sự sống khác lục trần lắc đầu phủ nhận những nghi ngờ của trần sơ nhiên Mục tiêu của các anh không thay đổi, nhưng tương lai như thế nào thì các anh cũng không biết, vậy nếu như trên hành tinh Proxima Centauri B có nền văn minh khác thì các anh sẽ lựa chọn như thế nào?" Trần Sơ Nhiên nói. Vấn đề này Đinh Đại Thành không trả lời, Lục Trần cũng không trả lời, anh rút ra một điếu thuốc châm lên, lúc có vấn đề cần suy nghĩ, anh đã quen với việc phải lấy thuốc ra hút, mặc dù anh biết nicotine rất có hại cho sức khỏe nhưng anh cũng chẳng muốn thay đổi thói quen này hoặc có thể nói anh không muốn bỏ thuốc cô có biết luật rừng đen tối không lục trần rít một hơi thuốc vuốt ngón trỏ màn hình ba chiều hiện lên một đoạn văn bản tin tức trần sơ nhiên tò mò đọc lên vũ trụ chính là một khu rừng sâu đen tối mỗi nền văn minh đều là một người thợ săn mang theo súng lầm lũi trong khu rừng như một bóng ma nhẹ nhàng đẩy ra từng nhánh cây chặn lối đi cố gắng bước đi để không phát ra tiếng động ngay đến hít thở cũng phải hết sức cẩn thận bạn nhất định phải cẩn thận bởi vì trong rừng khắp nơi đều có những kẻ đi săn ẩn giấu như bạn nếu như họ phát hiện ra có những sự sống khác một việc duy nhất có thể làm là nổ sung tiêu diệt trong khu rừng rậm này kẻ khác chính là địa ngục chính là sự uy hiếp vĩnh hằng bất cứ kẻ nào để lộ ra sự tồn tại của mình đều sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt đây chính là bức tranh về văn minh trong vũ trụ một khi bị phát hiện chỉ có một bên có thể tồn tại tiếp hoặc là tất cả đều không thể sinh tồn trần sơ nhiên sau khi đọc xong khiếp sợ nhìn lục trần hỏi đây đây là do ai viết vậy sao tôi chưa từng được thấy lục trần cười nói không phải là người đam mê khoa học viễn tưởng thì bình thường có rất ít người biết về luật rừng đen tối bởi vì luật này chỉ là một lý luận về vũ trụ của một tác giả khoa học viễn tưởng viết trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của ông ta mà thôi chưa từng được bất cứ ai kiểm chứng bởi vì nhân loại chúng ta cũng chưa từng gặp được bất cứ nền văn minh ngoài hành tinh thực sự nào a à, là tác giả khoa học viễn tưởng nào vậy tôi thật sự không thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cho nên không rõ lắm trần sơ nhiên lắc đầu nói nhưng cô không thể phủ nhận lý luận này thật sự rất có lý mặc dù nhân loại vẫn chưa gặp được bất cứ nền văn minh ngoài hành tinh thật sự nào tiền bối lưu từ hân là tác giả khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất của hoa hạ chúng ta lục trần nói đúng mặc dù nhân loại chưa từng tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh nào nhưng tôi cũng tin vào quy luật này đinh đại thành nói lục trần gật đầu nói vũ trụ không giống như ở trái đất tôi cũng cảm thấy quy luật rừng sâu đen tối này có lý tóm lại sau này chúng ta không gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh nào thì thôi nếu như có gặp được thì Nhất định phải thật cẩn thận, vậy thì ý của các anh là, sau khi đến hành tinh Proxima Centauri B, nếu như thật sự có một nền văn minh ngoài hành tinh khác ở đó, các anh sẽ dựa trên tình hình để lựa chọn tiêu diệt họ hay là sẽ cùng họ chung sống phát triển đúng không? Gần như vậy, nếu như thật sự có một ngày như vậy, nhất định không thể để nhân loại chúng ta chịu sự uy hiếp. Lục Trần gật đầu, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Trần Sơ Nhiên nữa. Rất nhiều chuyện đều chưa biết trước được, bây giờ anh cũng không nói chính xác được, nói không chừng sau khi đến hành tinh Proxima Centauri B lại phát hiện nền văn minh ở đó quá lớn mạnh, bọn họ lại chỉ có thể liều mạng chạy trốn, nếu như nền văn minh ở đó còn rất yếu kém thì bọn có rất có khả năng sẽ tiêu diệt chúng, điều này ngay đến bản thân anh cũng không dám chắc chắn mình có thể làm được như vậy hay không, tàu hy vọng tiếp tục bay ra bên ngoài phía trước là một bầu trời vô cùng vô hạn giữa các vì sao Mặt trời dựa vào năng lượng cực đại của mình, dùng dòng điện phát ra từ bề mặt để tạo ra một thế giới riêng của nó trong môi trường liên sao. Còn vị trí của tàu Hy vọng lúc này chính là ở biên giới giữa đế quốc mặt trời và môi trường liên sao. Nơi đây là tầng ngoài cùng của hệ mặt trời, nơi đây đã cách xa mặt trời 18 tỷ km rồi. Nơi đây, dưới ảnh hưởng của môi trường liên sao, tốc độ dòng điện phát ra từ bề mặt mặt trời cuối cùng đã giảm. Xuống dưới tốc độ âm thanh, ở đây diễn ra sự giao tranh kịch liệt giữa dòng điện phát ra từ bề mặt mặt trời và môi trường liên sao, có vô số hạt đang điên cuồng va chạm vào nhau ở những nơi mà các nhà khoa học và lục trần không thể quan sát được, nhưng các nhà khoa học đều tin rằng ở đây là chiến trường cuối cùng rồi, trong cuộc giao tranh với môi trường giữa các vì sao, dòng điện phát ra từ bề mặt mặt trời chắc chắn chỉ có một con đường thất bại bởi vì bọn họ biết rằng xuyên tới tận đây ngoài lực hấp dẫn ra thì mặt trời không còn bất cứ sức mạnh gì có thể gây ra ảnh hưởng cho nơi này nữa tàu hy vọng mất hai ngày để bay qua nơi này xuyên qua tầng cuối cùng trong hệ mặt trời thông qua máy thăm dò cho thấy số lương hạt nhiễm điện cao năng phát ra từ mặt trời đã từ từ giảm dần đến hoàn toàn biến mất nhìn về đốm sáng nơi phương xa kia chỉ còn lại một chút ánh sáng ảm đạm không khác gì mấy hàng tinh khác trong vũ trụ trong lòng mấy người lục Trần có một cảm xúc khó diễn tả thành lời bọn họ là những con người cuối cùng sắp rời khỏi hệ mặt trời rồi sắp rời khỏi hệ hành tinh đã thai ngén lên nhân loại rồi bọn họ sau này sẽ không còn nhận được sự che chở của hệ mặt trời nữa rồi tạm biệt tạm biệt nhóm Lục Trần thì thầm nói trong lòng xúc động đến muốn rơi nước mắt phía trước của tàu hy vọng sẽ là môi trường liên sao cũng chính là không gian bao gồm gồm hydro và heli đến từ giải Ngân hà, vật chất ở nơi này mỏng đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí không đến một cm khối một nguyên tử, mật độ như này giống như là mật độ của một giọt nước dài đều trong một không gian 5 triệu km khối. Những thứ tiếp theo đang chờ đón nhân loại chính là hành trình cô tịch trong không gian có độ dài ước tính đạt đến 4 năm ánh sáng này, sau khi rời khỏi tầng cuối cùng của hệ mặt trời, lục trần tinh thần xa suốt mất vài ngày trong thời gian một năm nay anh luôn ở trong trạng thái tinh thần hoảng hốt hạm đội vẫn chuyển động hằng ngày anh căn bản không để tâm nữa Đa số thời gian anh chỉ dành để nhìn về phía mặt trời thông qua kính viễn vọng, đắm chìm trong những hồi ức không cách nào thoát khỏi, cũng may trong thời gian này tất cả đều bình thường, không có chuyện gì lớn xảy ra, nơi đây đã cách mặt trời 35 tỷ km rồi, ánh sáng của mặt trời truyền được đến đây ước chừng mất khoảng 32 tiếng đồng hồ nhưng ở nơi đây ở nơi xa xôi như thế này lục trần đột nhiên lại có một phát hiện cực lớn anh đã phát hiện ra một tinh cầu hết chuyện các bạn có lòng thì mua giúp chúng tôi ly cà phê cảm ơn